Hello mọi người, không hiểu tại sao hôm nay trời lại mưa to thế, mọi người có bị ướt không? Hi hi. Nếu mọi người ở nhà như tôi thì lại không ướt nè. Vì trời mưa không biết làm gì nên tôi lại bày đồ ra vẽ thôi. Sau nhiều lần chỉ dẫn mọi người cách vẽ nhưng mọi người bảo tôi là hướng dẫn vẽ cũng như không, nên là thôi hôm nay tôi dỗi rồi, tôi không hướng dẫn được tôi vẽ luôn. Nhưng mà bạn nào muốn học vẽ thì cứ nhìn theo tôi vẽ là vẽ được thôi, rất dễ mà. Mọi người ơi, trời mưa này mọi người thích làm gì? Tôi là tôi thích đi xem phim nhất nhưng mà rạp chiếu phim lại chưa mở, buồn ghê. Ui mà đi xem phim với người yêu nữa thì càng thích, nhưng mà tôi đã không có người yêu thế mới buồn cơ chứ. Tám vài ba câu chuyện linh tinh thì cũng đã vẽ xong tranh rồi. Bye và hẹn gặp lại ngày mai nhá.